Running Man Việt Nam tập 5 vừa kết thúc run Phạm Xót xa Thúy Ngân. Cũng chỉ vì câu nói này mà người hâm mộ đã nhiệt liệt chèo thuyền cặp đôi này. Tập 5 Running Man Việt Nam được ghi hình ở Hàn Quốc đã lên sóng vào tối 17 tháng 10. Tập này, bóng hồng Thúy Ngân đã phải te tua tơi tả. Thảm thương dưới tay Liên Bình Phát và Carrick ở trận đấu giành yêu tinh. Sau khi phát sóng, thỏ đen Ngô Kiến Huy đồng đội của Thúy Ngân đã đăng tải những ảnh đầy đau xót trong cuộc chiến này. Đồng thời còn tội nghiệp cho hoa săn mồi khi chỉ vì con hải tặc mà bị hành hạ không thương tiếc. Ở bên dưới, thỏ trắng Jun Phạm cũng tranh thủ vào trách móc đội vàng quá ác liệt với Thúy Ngân. Tụi bây có xem Thúy Ngân là bánh bèo không vậy? Là bóng hồng duy nhất trong trận đấu giành giật này mà nào có ai thương Ngân. Giải đáp thắc mắc của Jun Phạm, Ngô Kiến Huy đã nói lên một sự thật đau lòng Thúy Ngân giống bao cát hơn. Thỏ đen còn tỏ ra bất lực khi không bảo vệ nổi bóng hồng của đội mình trước hai kẻ hung hãn Liên Bình Phát và Carrick. Cũng vì câu nói bảo vệ không nổi mà các runner vội vàng chèo thuyền cặp đôi này vì quá đáng yêu. Ngô Kiến Huy đã cố gắng che chở cho Thúy Ngân nhưng vì sức yếu nên đành ngậm ngùi, lực bất tòng tâm. Ngô Kiến Huy cũng đăng tải thêm nhiều khoảnh khắc đội mình ăn hành. Ủa xong rồi hả? Đang nằm êm, ai mượn massage cổ Carrick?